cho ha, chị không lo. Trời ơi, em cảm ơn chị nhiều luôn. Trời ơi, sáng nay kêu nãy có lọc nhiều lon nữa rồi. Anh em ơi. À, kêu tiếng là anh em ơi là lại liền. Wow, bất ngờ cái con này là chắc là quen với người trong nhà rồi cả nhà. Ủa, anh có số điện thoại của anh đó luôn hả? Có đâu. Ồ, nãy giờ bọn em cứ tưởng là anh có số điện thoại của anh đó không chứ. Để rồi kia là lát còn lấy hết. Ủa chú Chánh, ngày mai chú có lên mộ không chú Chánh? Ngày mai chú có lên mộ không? Chưa biết. Chưa biết hả? À, không thì ngày mai không chở chú đi. Con đang trống chỗ nè. Ngày mai con xuống đây chia sẻ buổi sáng, xong rồi buổi chiều chú đi theo chưa lo anh chạy. 2 giờ đi. Chú Chánh, chú có lên trên, có đi xe máy lên chở lần nào chưa? Chưa đúng không? Chung nó hơi xa. Đi cái muốn gần thì tới Tiền Giang, gần thì tới Tiền Giang à. Theo con nghĩ là ngày mai đi xe máy anh chảnh nhanh lên, mai chở vô đi chơi. Thôi, nhà sáng còn đi bán đồ gì chứ. Ngày mai sáng ở đây ở nhà có tổ chức gì không chú Chánh? Không, làm trên làm hết trên mộ luôn hả? Làm đây đó mà. Dạ đúng rồi. Hình như là theo con nghĩ là nó đổ theo khu vực á, đi một cái đường là hết một xe đầy xe để chở đi, xong rồi đi một đường khác hết xe để chở đi. Đó. Đêm sớm ra quá cũng con đi qua thấy mấy phải nói là hổm giờ thấy chú Hương mấy anh này quá trời. Đó, mấy cái thùng giấy chú đứng chú gọc. Dạ đúng rồi. Dạ. Bán cho không nên là có đón rồi. Bán mấy thùng giấy này nó cũng rẻ đâu có nhiêu tiền.
mình bán không nhiêu tiền nhưng mà mình cho cái họ thấy nhiều họ mừng á. Đôi khi mà thấy như mà thấy nhưng mà cho mà thật sự thấy nhiều nhiều vậy á, không nhiều tiền nhưng mà hết thật sự được mừng hơn cho tiền nữa. Dạ cũng được, cũng có tiền uống nước ha. Lớn tiếng quá. Cảm ơn Thành Mỹ nhiều, anh Phương nhiều nha. Mọi người rất là vui luôn. Thôi một mâm luôn cả nhà. Một mâm luôn. Dữ vậy. Ủa sao nhiều quá vậy? Ngủ chưa? Mọi người rất. Muốn không? Để cho chị cái bánh kem luôn cả nha. Có vô. Bánh kem tại. Để tránh kêu hoài nha. Chú bánh kem ăn chú chảnh con 10 chú. Nói chung là rất là mừng luôn cả nhà. Thì mấy anh em cũng được cái lọc của chị Hồng Loan yêu thương nha. Thì cũng cho được bánh kem rất là nhiều luôn. Chú chảnh rất là nhiệt tình luôn, cầm một mâm ra luôn. Hiện tại giờ mấy anh em cũng đi vòng vòng cả nhà. Chị Loan cũng mới nghỉ trưa xong cả nhà, thì cũng đã xuống đây rồi. Một tổng giám đốc nha, bằng áo màu xanh. Lên tiếp cái âm tới. Cũng giống xe. Là hai giả đến nè, yêu mà đến. Cái này là cho người ta rồi. Cho rồi. Nãy giờ là cô đứng đợi tưởng đâu cho mấy thùng bữa này cả nha. Thì hậu nhân cũng quên đi. Cũng nói cô đi đi. Hiện tại thì mình nói chung là rất là nhiều người cũng khó khăn dữ lắm. Cũng cần được giúp đỡ. Thì mấy cô thấy mấy thùng giấy nè, thường là chị Hồng Loan cho. Thì hôm nay thì chú Chánh dành lại những cái thùng giấy này để mà cho những cái canh vệ sinh trong môi trường đó nha. Dạ.